trả lời được cho cái thằng A Quy với cái thằng Vũ Sư Hùng Luân, nó có vào đây không biết? Không, Vũ vừa bây giờ chưa vào, nhưng vừa rồi Vũ Sư Hùng Luân có vào và coi như là A Quy mời lên. Tôi mời lên mà, tôi đang 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 Đấy, biết. coi như là đang Là tranh luận, tôi tranh muốn luận lúc xong ý rồi. là tôi muốn ok như thế tranh luận để tôi lên tôi trả lời cho nó hỏi. Cái thứ nhất là tôi trả lời cho nó một cái này. Cái câu nó hỏi là nó xuyên tạc. Để tôi nói cho nó nghe. Cái câu của ông gì nhỉ? Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng là nói rõ nguyên văn từ đầu đến cuối đấy này. Nói mày nghe cho rõ này này. Ông hỏi tại sao có những địa phương nhân dân mà phạm tội thì mang họ ra pháp luật, còn cán bộ thì chỉ có sự chỉ bị xử lý kỷ luật. Thế là tại sao? Và ông nói rõ rằng là cán bộ và nhân dân có tội là phải xử lý như nhau. Đấy là nguyên văn cái câu nói của ông ấy. Nhưng Đúng mà rồi, nó bình cắt đẳng. gì? Cắt đầu và cắt đuôi. Nó chỉ Không, nói cái một câu rõ ràng là này vấn này. đề Nó cắt đầu nó cắt đuôi, hỏi nó thôi. chỉ nói. Vâng. Nó hỏi Thì mình trả lời. nó hỏi thì nó cắt đầu cắt đuôi. Đấy là Vâng. cái của nó là nó cố tình. Nó cắt đầu cắt đuôi đi, nó hỏi. Mình biết Nó cách hỏi trả tại lời sao nó. là cán bộ thì bảo Vâng. là cán bộ mà lại bị xử lý gì nhân dân thì bị đi ra pháp luật, còn cán bộ thì chỉ bị xử lý kỷ luật. Nó chỉ nói câu đó thôi, mà nó cắt cái đầu là cái câu đầu tiên của ông hỏi tại sao có những địa phương, nghe cho rõ Đúng. đấy, tại sao có những địa phương nhân dân thì bị phạm lộ phạm tội thì phải đưa ra pháp luật, mà Mà cán cán bộ bộ không. mà chỉ bị kỷ luật. Đấy. Cán bộ và người dân phải bị xử lý pháp luật như nhau. Đúng Đấy là rồi. nguyên văn câu nói của ông là như thế. Đúng rồi. Nhưng nó cắt đi những cái câu nói đó để nói của ông Nguyễn Siêu. Đấy. Đấy là như thế thì có phải là nó xuyên tạc hay không? Vậy nó cắt đầu cắt đuôi như thế nó phải là xuyên tạc hay không? Đấy là trả lời nó như thế. Đúng rồi, cái Đó là nhưng mà cái đấy vấn đề anh Siêu ạ, vừa nãy nó lên nó chỉ hỏi mình có cái không, mình trả lời bây giờ coi như là tất cả mọi người dân đều bình đẳng như nhau. Không có một cái gì hết, còn ví dụ thằng nào làm sai, ví dụ cán bộ địa phương làm sai thì cán bộ ở đấy phải chịu trách nhiệm. Đúng không? Ví dụ như anh tham ô, mẹ anh tham ô được thì anh ok, mà anh mẹ bị phát hiện ra anh phải đi tù. Có vậy thôi. cho nên chỉ Vâng. cần trả lời cho nó Vâng. là nó xuyên tạc cái câu nói đó, Dạ. và cái câu nói nguyên văn của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rõ trong Quốc hội như thế, không tin cứ vào xem lại Vâng, được rồi. đấy, mọi người phải nên nhớ thế đấy, chỉ nói như thế là nó còn cãi vào đầu nữa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Không chính xác về phát đảng triển kinh tế tự vâng. nhiên đấy, phát triển kinh tế thị trường kể Theo định cả hướng xã tư chủ nhân nghĩa. lẫn tập thể được tự Đúng rồi. cho phát được tự do phát triển đấy, tư nhân và tập thể được tự do phát triển kinh tế không bắt buộc, Đúng rồi. nhưng định hướng theo xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là một số doanh nghiệp của nhà nước đứng đầu có uy tín, ví dụ như Viettel là định hướng để cho các Không. doanh nghiệp khác phát triển, và do thủ tướng chính Một phủ chỉ số, đạo. tôi nói anh, tôi phải nhắc lại anh cái câu này đó. Một số ngành kinh tế gọi là mũi nhọn thì là Mũi nhà nhọn nước nắm đấy, để hướng cái nền kinh tế cả nước đi nắm để theo. hướng để cho, Vâng. thế bảo là đấy, Đấy, không, tôi trả lời đúng như thế. Vâng. Vâng. do thủ tướng chính phủ chỉ đạo định hướng đấy, là để là chỉ đạo trong đất nước đấy, chứ không phải là cái kinh tế thị trường tư nhân nó nắm toàn bộ đất nước là không có. Vâng. Khác với tư bản ở chỗ đó, Đúng rồi, có nó nghĩa khác. phát Vâng. triển tư bản tư Nếu theo nhân và theo định một hướng. số doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp được tự do phát triển kinh tế, đấy là theo tư bản đúng không nào, nhưng Vâng. định hướng đấy, là do chính phủ đấy, mình cứ nói do chính phủ định hướng đấy, chứ không phải nói Không, đấy, không, không, nói như không. thế, chứ không Không, phải không. là Đúng rồi, đảng không. chỉ đạo, không phải là do Đúng đảng rồi. chỉ đạo nói đấy, như thằng nó hỏi này này là tại sao bảo mua vũ khí của Mỹ thì ông đảng Vâng. bảo không phải mua, được mua là Tôi trả đấy, mua lời như là tôi nghĩ mày là nói trả lời này tôi hiểu vấn đề đấy, tôi trả lời đảng chính xác. hiểu, nhưng mà phải Vâng. trả lời rõ ràng nói này, Việt Nam là do tập thể lãnh đạo mua vũ khí là việc của Bộ Quốc phòng, Đúng rồi. là phải cho do toàn bộ Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng có bao nhiêu người, người ta bàn luận mua Đúng cái rồi. nào rẻ và có nợ cho nước Việt Nam thì người ta mua, chứ không phải là cái này là do đảng lãnh đạo và là
do đảng chỉ đạo là mua. Đấy nó rõ là như thế, cho nó biết. Đấy là như thế. Còn cái thằng Vũ Trường Luân, bây giờ nó hỏi thế này. Bây giờ mày nói là vấn đề mày bảo là chúng ta phải sang Mỹ để tìm tự do ở Mỹ để học hỏi gì, bắt chúng ta học hỏi gì. Bây giờ tao hỏi thằng này, gia đình nhà mày, bây giờ mày sống nhá với gia đình nhà tao, tại sao mày không được như tao? Mày tìm hiểu gia đình nhà tao để mày tìm để cách sống gia đình nhà tao đi. Tại sao gia đình nhà tao có doanh nghiệp, có xí nghiệp để tao làm, tao phải đi thuê công nhân mà làm. Tại sao mày đi phải đi dỗ mong thuê? Tại sao mày không làm chủ như tao đi? Nào tao bắt mày phải theo gia đình nhà tao, mày có theo được không? Đấy, tao bắt mày phải sống theo gia đình nhà tao. Mỗi một gia đình hoặc một đất nước người ta theo cái điều kiện kinh tế và chính trị của nước đó. Không thể bắt tao theo thằng Mỹ được, nước Việt Nam theo thằng Mỹ được. Nó rõ cho mày biết là như thế nhá. Cái thằng Vũ Dương Lân, bây giờ tao bắt gia đình nhà mày sống theo gia đình nhà tao, mày được sống được không? Bây giờ tao này, bây giờ có 1.000 công nhân mà mày phải là cái thằng làm thuê, thì tại sao mày phải đi dỗ dỗ mong thuê? Mày không thuê 1.000 công nhân như tao đi. Tôi nói anh Siêu nói về cái tầm vĩ mô là như thế này này. Bây giờ nước Việt Nam là nước đang phát triển, mà nói chung là ví dụ đi sâu một số nước mà có cái nền kinh tế phát triển, ví dụ một số nước tư bản chẳng hạn, cho nên là mình gạn đục khơi trong để mà áp dụng những nền kinh tế đó vào cái đúng nền kinh tế của nước mình, tức mình gạn đục khơi trong nhá, chứ không phải mình bê nguyên si của một nước nào cả. Cho nên theo cái trình độ dân trí này và kinh tế của nước Việt Nam mà ta phát triển theo đất nước Việt Nam, không thể bắt ta theo thằng Mỹ được. Cho nên tôi nói với anh Siêu và tất cả các bạn là như này này. Chính phủ, mình nói chính phủ nhá, Việt Nam rất muốn thích, tức là học hỏi cái sự phát triển những cái chuyên gia kinh tế của các nước khác. Ví dụ như này, đã có một thời gian chính phủ Việt Nam mời ông cựu thủ tướng Tony Blair, cựu thủ tướng Anh, sang làm cố vấn kinh tế cho chính phủ Việt Nam. Ông tổng cựu tổng thống Lý Quang Diệu sang làm cố vấn kinh tế cho chính phủ Việt Nam, đúng không? Và hàng năm ví dụ có một cái gì đấy, rất có một việc chính phủ Việt Nam đều tổ chức một cái đại hội nào đó, mời những nhà kinh tế, nhất là những nhà kinh tế Việt Kiều, như cách đây khoảng 1-2 tháng đã mời 100 những nhà kinh tế của Việt Kiều về Hà Nội để mà đóng góp cho chính phủ mình. Hoặc là em nói anh nhé, ngay cả cái mà cũng cách đây một số tháng, năm ngoái, khi mà mình bàn về cái vấn đề coi như là biến đổi khí hậu mà ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long ấy, cũng mời một số chuyên gia kinh tế về ở bên nước ngoài về để cùng với những các nhà khoa học Việt Nam để bàn ra cái phương hướng phát triển cho đồng bằng sông Cửu Long, khi mà ví dụ cái vấn đề mà biến đổi khí hậu mà nước biển ngập tràn ngập vào, thì bây giờ mình có khả năng mình cải tạo cái vùng đấy nuôi tôm có tốt hay không, hay là mình vẫn cứ phát triển nông nghiệp hoặc như thế nào, thì qua đó mình có một cái đánh giá cho chính phủ mình nhìn nhận được một cách đúng đắn để mà phát triển kinh tế cái vùng đồng bằng sông Cửu Long anh ạ. Tức em nói ra được một điều này có nghĩa là chính phủ mình rất muốn học hỏi những cái gọi là những người tài giỏi trên đất nước, trên tất cả các nước ở trên thế giới, và coi như là những nước phát triển như trước mình, để mình gạn đục khơi trong ra để mình áp dụng đúng cho cái nền kinh tế đúng Việt Nam. Đấy, cho nên là bây giờ tôi em nói anh nhé, ví dụ như nền kinh tế của cái phương đường hướng phát triển kinh tế của Việt Nam được rất nhiều những nước mà nó phát triển sau Việt Nam học hỏi. Ví dụ như anh thấy không, ông Kim Jong Un bảo nếu mà sau này ví dụ tình hình chính trị ở Bắc Triều Tiên mà nó ổn thỏa nọ kia, ông sẽ học cái hình mẫu của sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Mình nói ra ở đây cũng không phải là mình nói phép nói lát về cái đường hướng phát triển của cái nền kinh tế Việt Nam, nhưng mà qua đây mình mới thấy là cái sự đúng đắn của cái chính phủ mình khi mà áp dụng cái những tinh hoa phát triển của thế giới để áp dụng cho nền kinh tế Việt Nam. Vâng. Đấy, giải thích cho nó như thế nhưng mà nó không chịu hiểu đâu. Ta phải nói thẳng ra với nó rằng này, lấy một ví dụ luôn, thẳng thắn luôn. Bây giờ mày bảo là tại sao Việt Nam lại không được như Mỹ, mới lại không nhân quyền như Mỹ. Việt Nam là nhân quyền Việt Nam, Mỹ là nhân quyền Mỹ. Kinh tế Mỹ là kinh tế Mỹ và kinh tế Việt Nam là kinh tế Việt Nam. Phát triển theo Việt Nam, còn Mỹ phát triển theo Mỹ. Bây giờ tao hỏi thằng Hùng lên là tại sao mày không thuê 1.000 công nhân như tao đi, mà mày phải đi dỗ mong thuê cho người ta. Lý do tại sao vậy? Tại sao mày không theo tao? Nào, tao hỏi mày vậy đấy thôi. Nào, tại sao con tao tao có tiền mua xe cho nó,
mua xe ô tô cho nó, tại sao mày không mua xe ô tô cho con mày? Tao có tiền mua nhà cho con tao, tại sao mày không có tiền mua nhà cho con mày? Tại sao mày không theo tao đi? Tao hỏi mày vậy thôi, hỏi thằng Vũ Xuân lên vậy thôi. Tổng Nào, giám đốc tại là sao vậy. mày không bắt chước tao? Mày mua đi. Mày là chỉ có câu trả lời rõ ràng nha, mày là thằng rũa máu thì trình độ của mày chỉ là rũa máu, không bao giờ ngóc đầu lên được. Nói cho thằng Hùng Lân biết là như thế. Đang mu hỏi lăng nhăng, mày cứ bắt Việt Nam phải như Mỹ. Vâng, Như Mỹ là thế nào? cái vấn đề Thằng Hùng Lân mu như thế. anh Trần Tôi Siêu lên ạ, là tôi phải nói thẳng đúng, luôn. anh nói thẳng ra là rất ok, nhưng cái vấn đề, cái tư tưởng của em là như thế này, dựa vào các câu hỏi của nó, qua đó Nào. mình ví dụ như là mình có một cái ý nghĩ của mình chẳng hạn, ví dụ nó tốt chẳng hạn mà nó hay chẳng hạn, thì mình thông qua ví dụ AQ chẳng hạn, thông qua Vũ Sư Hùng Lân để mình truyền đạt lại Và những cái này cho những cái người dân mình, người ta hiểu biết, người ta cũng chưa đến nơi chốn, hoặc nhất là những Việt kiều ở ở bên kia, đại bên, bên kia, người ta chưa có hiểu biết về cái tình hình đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, thì người ta hiểu đấy là mình thông qua nhưng mà chúng, khổ nó là chị là em trung gian, nó lấy cái câu, nó xuyên tạc câu nói xong nó hỏi mình như thế là không được không nó đấy. hỏi cái quyền của Ví dụ thế, nó, em chỉ nói thẳng vào mặt nó luôn. Như vâng. vậy mày hỏi là mày cố tình mày xuyên tạc là mày là một thằng ba que. Còn nếu mày hỏi một câu chín chắn đàng hoàng đúng có sự thật, tao thì tao trả lời cho mày. Có mày trả lời mày cắt đầu cắt đuôi, mày hỏi người ta một câu trả lời cắt đầu cắt đuôi như thế thì đó là mày là thằng ba que xuyên tạc, đúng không? Câu nói của tao từ đầu đến cuối thế nào mày nói lại cho tao nghe, đúng câu nói từ đầu đến cuối mày nghe chưa? Đấy, mày hỏi đi xong có đúng không đã, mày cắt đầu đi cắt đuôi đi, mày nói một mỗi khúc giữa là ông ấy hỏi, nói mỗi khúc giữa là có những địa phương là người dân thì phạm tội thì đưa ra pháp luật, còn cán bộ thì chỉ là bị kỷ luật đấy, khiển trách là sao đấy. Nó nói câu như thế thì hỏi là nó cắt đầu cắt đuôi đi, còn câu nói của ta từ đầu đến cuối nó như thế nào thì nó không nói ra, nó hỏi mỗi câu giữa đấy. Đấy là Hỏi cái xuyên tạc của chúng nó, nó cái hỏi mình tư trả tưởng lời, của nó là nó cố hỏi tình mình xuyên trả tạc, lời vấn đề, nó không xuyên tạc thì mình nhưng bóc mà cái mẽ tư cái xuyên cách, tạc của chúng nó ý ra, đúng ý không? là Vâng. nó là cái tư cách của nó cố tình xuyên tạc đấy, là nói cho nên cái tư cách của nó đấy. Chứ còn bây giờ nó nói đúng, nếu nó nói hỏi một câu mà nếu như có người cán bộ đó phát biểu lên một câu từ đầu nó vẫn nói đúng từ đầu đến đuôi thì mình ok ngay, trả lời rõ ràng ngay. Nhưng đây nó coi như là nó xuyên tạc như thế, nó cắt đầu cắt đuôi, đấy là một câu nói của nó nhá. Và nhiều cái vấn đề bao que cố tình cắt đầu cắt đuôi của nhiều người Đúng cán rồi. bộ người ta phát biểu để mà cố tình xuyên tạc đấy. Ví dụ như cái đợt này đây, cái đợt này đang loạn trên mạng xã hội là Gạc ma một Gạc ma này cái là nó xuyên tạc này, rồi là cái bộ đưa vào sách này là nó cứ cố tình là đưa chữ của ông Bùi Hiền vào, ai đưa chữ Bùi Hiền vào mà nó cố tình nó đưa vào đấy để nó hào, một nhiều người dân không hiểu cứ ào rua theo bảo là đấy là chữ Bùi Hiền tử. đấy. Đấy là vấn đề như thế là đang nóng trên mạng xã hội, nhưng mà phải nói cho nó đúng thì người dân người ta tin. Nhưng đây nói lăng nhăng toàn cắt đầu cắt đuôi hoặc là không có cho vào là có, đấy là để cố tình xuyên tạc. Đấy là vấn đề đó mà mình phải bóc mẽ và chỉ thẳng mặt chúng nó luôn, là cái tư cách của nó không tốt đấy, mình trả lời thẳng nó luôn. Còn cái thằng ở dưới, thằng Hùng Lân thì Vũ Sùng Lân thì cứ comment coi như là cứ Mỹ thế nọ Mỹ kia, tại sao Việt Nam không theo Mỹ, tại sao Việt Nam chúng ta phải theo Mỹ, chúng ta chả theo cái thằng nào cả, nói thẳng thế, không phải theo thằng Tây, thằng Tàu, thằng Tây nào cả đấy. Mà Việt Nam chỉ theo có Việt Nam, người Việt Nam là chỉ có người Việt Nam. Hỏi chúng mày rằng là chúng mày bảo là miền Bắc coi như là xâm lược miền Nam, tao hỏi mày miền Nam Việt Nam là của nước nào, có phải là của nước Mỹ hay không? Dân tộc Việt Nam là miền Vâng. Nam Bắc là một dân tộc hay là hai dân tộc? Không, chúng nó nói như thế này ạ. Biên giới nước Mỹ kéo dài đến vĩ tuyến 17. Đấy là câu nói của ông Diệm, có nghĩa là biên giới Mỹ là câu nói của Ngô Đình Diệm, và Ngô Đình Diệm nói như thế là rõ ràng là công nhận là đó là lãnh thổ của Mỹ đấy. Đấy là câu nói của Ngô Đình Diệm, nhưng mà phải nói thẳng như hỏi nó là người Việt Nam thì hỏi rằng là miền Nam là của nước nào đấy thôi, và dân tộc Việt Nam là Cái mấy thằng mấy ngu này, cái dân nhà mày ấy, thằng dân phạm này, cái nhà mày nói là miền Bắc xâm lược miền Nam, không xâm lược Việt Nam nhưng ăn cướp miền Nam, mày coi như cái nhà của mày, nghe chưa, thì bây giờ mày vào cả cái nhà của mày thì mày gọi là ăn cướp rồi, mày ngu ấy. Ví dụ Việt Nam sang, ví dụ sang Philippines kìa, xâm lược với gọi là ăn cướp, lại cái thằng đần phạm, đúng thằng đần phạm qua là rồi, kiểu như tên thế rồi mà tên hôm nó nay gọi là vẫn đần.
cái thằng Đần Phạm, cái thằng Đần Phạm này hôm qua tao chửi thế rồi, hôm nay vẫn vào nhà ông Bằng này để mà cầm ăn mẹ cái thằng Đần Phạm, đúng mày là cái thằng Đần, à, thằng Đần thằng Độn đấy, đúng là như mẹ, thế cho là tao nói ta, chả ta xin lỗi tao chửi cho thằng mày ngu. Không bây giờ em nói anh nói nhẹ nhàng của nó tí thôi xem nó có ngấm không. Đất nước Việt Nam là không, một, thằng này dân tộc Việt Nam là đúng một, sông có thể cạn đấy. núi có thể bòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Một đất nước nghe chưa, không, ví dụ một đất nước không thể chia thành cắt thành đôi được, đó là một cái nhát dao mà chém bạc một phát. Bây giờ mày thấy không, đất nước Bắc Triều Tiên với Nam Hàn bây giờ ví dụ thỉnh thoảng có một cuộc đoàn tụ gia đình ấy, các cụ già 80-90 tuổi rồi, hai miền Nam Bắc coi ôm nhau khóc cái tí là coi ông miền Bắc về, miền Bắc miền Nam, miền Nam mẹ như thế là chúng mày có tinh thần dân tộc à? Bây giờ hỏi thằng Đần Phạm là miền Nam của chúng mày có cái gì để mà cướp? Không, không Cả gọi là miền miền Nam Bắc là đâu. một bãi chiến trường. Cả miền Nam là một bãi chiến trường. Vậy thì ta hỏi mày miền Nam có cái gì để mà miền Bắc họ cướp miền Nam? Nói thế bây giờ Ta hỏi chúng mày vậy. chính quyền của chúng nó là cái Mỹ nó mang sang đây 8 triệu tấn bom đạn để thả nhân dân ở đất nước Việt Nam này. Đấy là miền Nam Việt mẹ vào đấy để mà cướp đây, cướp bom đạn của Mỹ đây. mẹ cái thằng Phu Song kia Đúng nhá, không? xin lỗi mày, mẹ Trung Quốc xâm lược Việt Nam nhá, mẹ chúng tao còn đánh cho chạy chạy mẹ tụt quần ở biên giới, ủng hộ bọn Pol Pot nhá, đánh biên giới Tây Nam nhá, mẹ chúng tao còn mẹ còn còn mẹ coi như bọn Pol Pot và Yên Sa Ly nhá là tay sai của Mao Trạch Đông, nhưng mà mẹ quân giải phóng nhá và cùng với bộ đội Việt Nam nhá còn sang mẹ coi như là mẹ coi như đánh cho chúng nó chạy mẹ té khói, coi như giải phóng nhân dân Campuchia khỏi cái lạn diệt chủng Nói rồi. cho cái thằng Còn Phú Song này, không còn mấy cái thằng mà gọi là Ngụy Sài Gòn chúng mày có làm được cái gì? Mày hỏi xem có làm được cái gì? thử hỏi là mày kể xem cho tao nghe xem là Ngụy Sài Gòn làm được cái gì cho dân tộc Việt Nam Kể đi, làm được cái gì? nào nào mày nói đi. Cái thằng Phu Choang với cái thằng Đần Phạm này, cái thằng Đần Phạm này thì đấy, tao chửi trong ngày hôm qua như thế rồi mà hôm nay vẫn còn vào đây vào mà cũng làm cái diễn đàn với ông Bằng Thôi anh ơi, nè. nó tên là thằng Đần Mày... Phạm Đần Ừ. tên nó đã thể hiện rồi Đấy, tên nó chị, cái anh tên phải Đần Phạm này là biết là nó ngu đần rồi, đúng thằng này rồi nó ngu đần rồi thì đúng là bố như thế. mẹ nó đặt Nhưng tên mà cho thế cái thế nãy mà này đúng rồi. hỏi rằng là miền Nam có cái gì để vào đây coi như là để miền Bắc vào đấy mà cướp? Toàn hố bom hố đạn, nói cho mày biết nhé, toàn hố bom hố đạn đấy, nói cho mày biết thế. 95% dân số trong miền Nam mù chữ đấy, cướp ở chỗ đó lấy gì nữa? Chúng mày nhìn thấy chưa đấy, gần 10 triệu đồng bào kể cả dân nhân dân và quân đội Việt Nam đã hy sinh, đã chết ở trong đất nước miền Nam, cướp đấy gì nữa? Cướp kinh cái đó gì nữa, còn cướp cái gì nữa không à? Thế còn tao nói cho mày biết này, Trung Quốc mà nó xâm phạm đất nước Việt Nam thì người Việt Nam sẽ đánh cho nó tụt quần bỏ chạy một lần nữa, Đúng cũng tụt rồi. quần chạy như chúng Nó mày tên phải là không? Phạm Văn Đần. Đấy. Nha. Đấy. Bây giờ Đó cho biết anh bây như giờ thế tao nha. nói với thằng thằng Phạm Văn Đần này, cộng sản ăn cướp cái gì? Cướp Tao nói thằng Phạm Văn Đần cái mày có mang đi, cộng sản ăn cướp cái gì? Gì? Đó, Ở mà trong miền Nam cướp vừa cái gì của chúng mày? không bây giờ này Nào. Miền cái Nam. bây giờ em nói xin lỗi anh Siêu, cái chính quyền Ngụy Sài Gòn chúng mày tốt ấy, thì nhân dân miền Nam không nổi lên. Bây giờ cái hồi chúng mày có quản lý được 100% dân số Việt Nam không? Chúng mày chỉ Lại cái quản thằng lý Phú được Choang này nữa. 60-70% thôi. Thấy chưa? Mẹ đồng bào Tao coi đây như này, nói cho mày biết này, người dân Việt Nam đang làm chủ cái nhà của người dân Việt Nam, còn không có làm nô lệ cho thằng nào cả. Còn chúng mày này, chúng mày mới làm nô lệ, mà bao nhiêu người trên thế giới này người đều nhìn thấy. Chứ bảo chúng tao nô lệ cái gì? Mày nhìn xem nô lệ cái gì cho ai ở đây? Nào, thằng Trung Quốc lao sang đây để cho chúng ta làm nô lệ. Tao hỏi mày. bây giờ nhá, Nào. bộ đội nhá và quân giải phóng miền Nam Việt Nam không dựa vào nhân dân miền Nam, nhân dân miền Nam căm thù chúng mày thì không bao giờ giải phóng được miền miền Nam thống nhất đất nước đấy, nói cho chúng mày biết như thế. Chủ yếu không phải là một phần mà là chủ yếu nhân dân miền Nam họ đứng lên lật đổ chính quyền Ngụy Sài Gòn là chính. Đấy. Miền Bắc chỉ là hỗ trợ. Nói rõ cho chúng mày biết là như thế nhá. Đấy. Những người lãnh đạo đó, những người lãnh đạo mà lật đổ chính quyền Sài Gòn. Ví dụ như là ông gì nhỉ? Ông Võ Văn Kiệt. Đấy, đấy là những người coi như đứng đầu của những trong
chính quyền miền Nam Việt Nam, gọi là chính quân giải phóng miền Nam Việt Nam, và ông đấy như bà bằng Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Kiều, bằng Bình Nguyễn Thị Định, đấy, Phạm Hùng, nhiều, Đông, và Nguyễn đến bây giờ Thọ, vẫn còn sống, ví dụ như luật đến sư bây giờ Nguyễn vẫn còn sống rất là nhiều. Đấy là toàn những người sau đó lên lãnh đạo cả nước. Nói cho mày biết là như thế nhá, những người nằm trong chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sau này, sau năm 76 nhá, khi sau khi thống nhất năm 76 nhá, là lãnh đạo cả nước, đều là chủ tịch, thủ tướng, lãnh đạo cả nước. Đấy, nói cho mày biết là như thế. Bây Đấy, giờ sau này khi đảm bảo thống nhất. Anh à, bây giờ này, cho nên là cái chuyện mà thống nhất đất nước Bắc Nam liền một giải, vì chúng ta đều là máu đỏ da vàng, đều là con cháu của vua rồi. Hùng cả. Đó là Tôi... cái gọi là cái mà nhiệm vụ mà đảng, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930 đến nay, tức là phải đánh à. Tất cả các bọn ngoại xâm, xâm lược đất nước Việt Nam đúng. Ra khỏi bờ cõi mà thống nhất toàn vẹn non sông đất nước. Mà hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam vâng. đã làm rất tốt cái, đã hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình. Đấy. Còn cái thằng Hùng Phạm đấy nha, tao nói cho mày biết nha, mày tao trả lời đấy, tiện thể tao trả lời cho mày một câu nhá. Hôm nọ mày hỏi là giữa miền Nam và miền Bắc là hai chế độ là không không đồng nhất, cho nên phải chia đôi ra chứ gì để mà phát triển gì nữa. Thì tao nói cho mày biết nhá. Vậy thì cứ cho là Cộng sản miền Bắc với cả quân Việt Nam Cộng hòa chia đôi đi, không đồng nhất chia đôi nhau ra để làm hai nước đi. Thế bây giờ quân giải phóng miền Nam họ đứng lên nữa, thế lại quân miền Nam lại chia đôi miền Nam ra nữa, thành hai nước nữa đi. Rồi sau này lại có một vài cái chính phủ họ không đồng nhất nữa, họ đứng lên nữa thì lại miền Nam đó lại chia đôi nữa ra nữa đi. Cứ chia đôi ra thành bao nhiêu sứ quân? Có giống 12 sứ quân cái thời Đinh Bộ Lĩnh không? Bây giờ vậy này Đinh Bộ Lĩnh thống nhất 12 sứ quân là có công hay có tội? Tao hỏi chúng mày đây, chúng mày thằng Hùng Phạm trả lời tao, Đinh Bộ Lĩnh là thống nhất 12 sứ quân nào có công hay có tội? Tao hỏi mày vậy. Nếu Đinh Bộ Lĩnh mà có công thì Đảng Cộng sản thống nhất đất nước là cũng có công. Nói cho chúng mày biết là như thế. Đấy. Bây giờ Nói cho mày biết cái là thằng thằng gì thằng Hùng Phạm vừa vừa nãy nó kêu gọi chứ là mọi người đứng lên được biểu không? Rồi. Biểu tình như không, thế cái này. Cái bọn nó là nó chẳng qua là nó nói để cho mình lạc đề đi thôi. Bạn này cố tình nó cho mình lạc đề Không thôi. Kệ mẹ nó, Đấy, bây giờ mình mẹ trả vẫn cứ lời trả cho lời bạn. cho nó được, chẳng có vấn đề gì mà lạc đề cả. Em nói anh nhá. Bây giờ này mình phải chỉ nói là chúng nó chính là hôm nay ấy, là tất cả mấy thằng kêu gọi ấy, mà hy vọng ấy thì đâm mẹ đầu xuống sông đi. Mùng 4 tháng 9 vừa rồi chúng Dọa nó chúng bảo mày về đi. vâng, chúng nó là bảo lật đổ Đảng Cộng sản, mà cuối cùng chủ yếu là nhân dân có nghe lời chúng nó đâu, đúng không? Chỉ 3-4 thằng dân chủ quậy, mình đếm đầu trên đầu ngón tay một 3-4-5-6-7-8-9-10 thằng thôi, nghe chưa? Chúng nó là những thằng lười làm, 4-5 ngửa ăn sẵn, nghe chưa? Thì chúng nó mới nghe lời chúng mày. Còn nhân dân nữa, chúng mày kêu gọi mùng 4 tháng 9 em có một thằng nào mà có dám thò mặt ra không? Thì bây giờ tao nghĩ rằng cái sự chuẩn bị của chúng mày, cái sự kêu gọi, cái kêu gào của chúng mày bao nhiêu thời gian mà không một người dân nào người ta nghe theo, thì chúng mày và tất cả những thằng kêu gọi ấy, bây giờ tao nghĩ là nhục nhã lắm. Tối thiểu chúng mày phải đóng phây lại, chúng mày đừng lên đây chúng mày sủa nữa. Mà nếu mà chúng mày cảm thấy quá nhục nhã, đâm mẹ đầu xuống sông. Tao nói mày, đâm đâm đầu xuống, đừng đâm chân xuống, chứ cứ ngồi đây chúng và bây mày giờ giỏi sửa á. Nó phép. Chúng mày giỏi thì chúng mày mang cái cờ vàng của chúng mày về ra giữa Sài Gòn, chúng mày kêu đi, chúng mày kêu gọi đi, đấy tao mới cho chúng mày là anh hùng. Còn chúng mày không làm được thì chúng mày tốt nhất chúng mày im mẹ mồm đừng nói nữa. Mẹ mấy cái thằng đấy dân nhá. dân dân chủ coi như là cái thằng mẹ Vũ toàn Trọng thằng này, ngu cái thằng si. Gần Phạm này, với cả cái thằng Hùng Phạm này, chúng mày giỏi chúng mày về đây về 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 Việt Nam mà kêu gọi đi, đứng về Việt Nam mà kêu gọi đi, mới là giỏi. Toàn đừng ngồi ở trận đấu trận đâu nói phép. Tao mày cho tao nói người mày dân nhá, Việt Nam cho chúng mày là đây phép rồi. anh siêu Nó để phép. em nói cho tôi, cho thằng Hùng Phạm biết cộng sản chết đến nơi rồi thì mày đừng chạy qua Mỹ nhé bằng Nguyễn. Tao nói mày này, mày chúng mày nhá, có khiêng tao qua Mỹ tao cũng không khiêng. Với thứ hai bây giờ nhá, ngày xưa ấy, cái thời gian mới giải phóng xong ấy là lúc đấy đất nước vô cùng khó khăn, cộng sản lúc ấy cũng yếu, thấy chưa? Chứ còn chúng mày còn không làm được cái gì ấy. Chỉ có cái mấy thằng thực hiện Đông Tiến 1, Đông Yến 2, Đông Tiến 3 chưa về đến biên giới Việt Nam đã đánh cho đập chết mấy thằng ở bên biên giới Thái Lan rồi. Nhưng nghĩa là bây giờ cộng sản hiện nay rất mạnh rồi, giờ lòng dân người ta rất coi ủng hộ cái chế độ này do Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì chúng được mày không? Đừng có mơ. Chúng mày tốt hết bị im Này. mẹ mồm đi, thỉnh thoảng về thăm quê đất nước. Tên mấy cái thằng này toàn Hải Ngố với cả Trần Phạm này mấy này, mấy thằng này không toàn thằng ngố với thằng đần nữa là thì làm sao mà lật đổ được cộng sản?
Đấy, tao nói cho này, Phú Choang này, mấy Hải Ngố này, mấy Đần Phạm này. Rồi, Người Việt Nam chúng ok, ta kể sống ở đất nước cả Việt Phú Nam, Trong xin chết ở lên đất nước Việt mình Nam, mời lên. không bao Ai giờ xin chúng lên ta mình phải mời bỏ lên. chạy cái bọn bao que của chúng mày đâu nhá. Chúng ta không bao giờ bỏ chạy với bọn bao que mày đâu nhá. Sống ở đất nước Việt Nam, chết ở đất nước Việt Nam, khẳng định cho mẹ, và một hơi thở cũng bảo vệ đất nước Việt Nam này. Chúng mày không có cửa đâu, đừng mơ có cửa mà về. Nói cho mày biết là như thế đấy, trả lời thẳng thắn cho mày biết là như thế nhá. Rồi, một số người bảo là mời Tí Tong, mà Tí Tong ok thì mình mời lên. Ở đây mình Nào mời. đi đó Rồi, đó, nếu mà thằng xin nào vâng. lên mời, mời lên Dạ, vâng. thích, nên cần thiết tao hỏi câu gì tao trả lời cho, trả lời.